Nhưng còn người thứ ba nữa, cũng quan tâm đến cái chết của mẹ chồng chị cu sứt, chẳng kém gì cụ thư ký. Vậy mà chúng ta cứ quên, suýt nữa thì hoài cùa, nguyên là chị cu sứt cũng khá thông minh mà làm gì chẳng thông minh, khi thấy người trên bể huệ một việc rất vô lý chị hiểu ngay công dụng của cái miệng. Cái miệng, trước khi để khóc mẹ, hãy phải dùng để trình nhà chức trách biên vào sổ tử cho, thì mới đúng là trong nhà có người chết. Nếu không, thành ra mình khóc lậu à? mà trình nhà chức trách đố ai làm nổi việc ấy bằng lời nói suông cho nên vừa bị kéo tới thềm nhà chị cu đã lại van cụ thư ký bằng một món tiền thiên chúa ơi bằng một món tiền hai hào tức thì cụ thư ký mua giận và không lôi sành sạch chị gia đình nữa chị được tự vang môn luận trước cây thây ma tin ấy cũng truyền ngay đi khắp làng cụ lý gật gù khen lão ta thế mà đa mưu giỏi nhưng cụ tránh hội chê, lão ta thế mà khờ, phải tay tôi, không năm hào, tôi còn dọa, còn báo, phụ nữ, thế nào các bà trả bênh vực quyền lợi cho đoàn thể buông lời phê bình bằng những giọng văn ít trải chuốt, cha con đẻ ra mẹ nó, bà thì bà kiện đến tam tòa, chứ bà chịu à. Do sự công phẫn, các bà xui chồng đến nhà chị cu, mỗi người giúp một tay. Bởi thế, chẳng mấy chốc, mẹ chồng chị được hoàn toàn là người chết hợp pháp bà được người ta khênh nằm trong áo quan bầy ở giữa nhà, trên thắp hương nghi ngút. Bà được một ông hơi biết địa lý, nhanh nhẩu đi mượn la kinh, ra bãi tha ma đầu làng, ngắm hướng, rồi đào sẵn huyệt. Và ông bảo giờ dần sáng mai, rước bà cụ ra đồng. Người thứ ba, tức là ông quản lộ, trước này, chỉ có tỉnh này mới đặt ra, nhiệm vụ của ông quản lộ là phải coi đường làng, từ ngày xây gạch. Công việc ấy chẳng nhẹ nhàng và dễ dàng gì đâu hai bên bờ đất lở ư ông phải cho người đắp lại mặt đường vì mưa bùn đất phủ lên ư ông phải bảo những nhà ở cạnh đường lấy sẻng rẫy đi vô phúc con trâu nào không đi sang hai bên cạnh mà bén cẳng lên chỗ gạch lát ư ông làm biên bản tức thì chủ bị phạt kể trong làng có đặt trước ấy cũng tốt lắm đấy chứ đường làng lúc nào cũng sạch bền ai chẳng muốn ngắm xong đó là về lý thuyết chứ không phải về thực hành sự thật người ta ít được gặp ông quản lộ ở ngoài đường. Bởi vậy, đường được rất ít hân hạnh để sạch và bền. Và những con trâu, cả trâu của ông quản lộ nữa, được nhiều hân hạnh đi lên nền gạch, thỉnh thoảng lẹt bẹt vào đó những đống gì kha khá to để làm duyên. Cộng cộng sáng sớm hôm sau, bốn người hảo tâm đã sửa soạn đòn, khênh đến đầu ngõ nhà chị cu, bày sẵn trên đường, và vào trong nhà dục tới tấp. Chỉ từng ấy người cũng đủ nhấc nổi chiếc quan tài vì nó mỏng và vật chứa ở trong cũng chẳng nặng nề gì chỉ là một bộ xương nhỏ nhắn bọc bằng lần da mỏng manh trong phút truyền cữu chị cô sứt đứt ruột đứt gan chị gò lưng cố níu cỗ ván lại nhưng mặc kệ nó cứ theo tám cẳng chân tiến nhanh thoăn thoắt người ta nâm đều tay để xuống thềm và ra ngõ người ta đặt trên đòn úp mái vào thắp nến thắp hương rồi buộc lại bốn chiếc mảnh bốn bên cho chắc chắn Ôi mẹ ơi là mẹ ơi, rồi đây một ngày một xa, biết bao giờ cho mẹ con ta lại gặp nhau. Ơi rời cao đất dày ơi, giường cao chiếu sạch mẹ chẳng nằm, mẹ ra nằm ngoài giữa đồng, mẹ ơi là mẹ ơi. Nhưng có ai để ý đến sự kể lề thảm thiết ấy? Nào, bắt tay vào, xong ba hồi chín tiếng thì anh em lên cho đều nhé. Tiếng phèn rè nổi lên như run, như khóc, chiếc nhà táng vừa nâng cao, chị cu thương tâm quá đứng không vững ngã khuỵu xuống đất nhưng mà nay hãy dậy đã chị mở mắt ra nhìn ông quản cố cầm roi mây vì hơi rượu vào mặt chị nói mày dậy đã không có phép thế chị cô vừa khóc vừa rên rỉ phép thế nào ông ơi ông quản lộ cao mặt gõ đầu roi vào nhà táng nghĩa là nó là phép thế đường là đường làng làng cắt tôi ra trông nom chị có tư cách gì mà dám đưa ma bà cụ lại không nói với tôi một tiếng. Bốn người này khiêng áo quan vào trong nhà giả chị ấy. Chị cu choáng váng, vội đứng dậy. Chị thấy ông quản lộ dẫm một chân lên đầu đòn để ghi xuống. Chị khóc, tôi, tôi lại ông, tuổi vong linh mẹ tôi lắm, ông ơi. Ông quản cố xua tay cho mạnh, cố lắc đầu cho nhanh, cố nhăn mặt cho ra vẻ tức giận, nói, chẳng có thì tôi đưa chị lên quan chứ đường là đường làng hay đường riêng nhà chị mà chị dám mục đích rắc vàng bừa bãi ra đây. Ai quét hầu chị, mà từ khí sông lên, ngộ người làng chết lây thì tôi biết nói sao. Người xung quanh, mỗi người một điều, thôi, bác quản, rời sinh ra thế, bác ngơ cho chị ấy, chị ấy không biết phép. Không được, nghĩa là không biết phép thì tôi làm cho biết phép. Tôi có tư cách coi đường làng, nếu tôi dễ dãi, ngộ rồi trên các cụ, trách nhiệm, tôi thì ai ra chịu tội cho tôi? chị cô rất thấy ông quản lộ dùng những chữ việc quan để tỏ ra mình khó tính và hăng hái như vậy, thì sự thông minh bỗng vụt ngay vào trong óc chị. chị không khóc nữa, lấy vạt áo chùi đôi mắt đỏ hoe, rồi từ từ cười nút dài yếm, liếc mắt thấy phát tài đến nơi, ông quản dịu mặt, tôi vẫn biết chỗ người làng người nước, làm ra sinh mất lòng mất bề nhau, nhưng nghĩa là việc quan anh cứ phép công anh làm, ai oán thì oán. nói đoạn ông lại liếc mắt lượt nữa thấy chị cu đã nắm cái gì ở trong tay ông biết rằng không phải nói thêm gì ông đứng yên để nhường lời cho chị mặt công lúc đó tuy trơ trẽn nhưng tươi lắm chị nhờ người vào nhà lấy cái đĩa rồi để đánh cạch hai mươi chinh vào dịu dàng thưa gọi là thế có cơi dầu biếu ông thôi thì ông cho các bác ấy khênh bà cháu ra đồng ông quản để năm đầu ngón tay vào lòng đĩa vét một cái rất anh hùng rồi gật đầu hết roi thôi được chân thành cảm ơn mọi người đã dành thời gian lắng nghe chuyện đọc trên kênh youtube của chúng tôi sự quan tâm và phản hồi tích cực từ các bạn là động lực lớn hy vọng qua câu chuyện chúng tôi đã mang lại những phút giây thư giãn và suy nghĩ sâu sắc mọi ý kiến đóng góp giúp chúng tôi ngày càng hoàn thiện hãy tiếp tục ủng hộ chúng tôi bằng cách đăng ký kênh chia sẻ và để lại những bình luận ý kiến của bạn chúng tôi sẽ tiếp tục mang đến những câu chuyện thú vị và ý nghĩa hơn nữa